12 bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội hầu tòa sáng nay ngày 17 tháng 4 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong vụ án, ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội giữ vai trò chính, là người quyết định chỉ đạo các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức 5 gói thầu trái quy định. Theo cáo trạng, năm 2016, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu rộng rãi để mua sắm hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh cho cả năm 2016. Cuối năm 2015, ông Nguyễn Quang Tuấn ký quyết định phê duyệt danh mục mua hóa chất vật tư năm 2016, gồm 807 mặt hàng, theo đơn giá phê duyệt với tổng số tiền hơn 396 tỷ đồng, trong đó có vật tư của hai doanh nghiệp là công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát. Ông Nguyễn Quang Tuấn chỉ đạo hai doanh nghiệp trên ký gửi vật tư y tế để Bệnh viện Tim Hà Nội sử dụng trước, sau đó hợp thức hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn để ký quyết định phê duyệt cho hai doanh nghiệp trên trúng gói thầu năm 2016. Trong quá trình thực hiện đấu thầu, ông Nguyễn Quang Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới và ngay cả bản thân ông đã có hành vi chỉnh sửa công văn sử dụng chứng thư thẩm định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Hành vi của ông Nguyễn Quang Tuấn lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội hơn 53 tỷ đồng. Kết quả rà soát của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông mới đây cho biết, trong hơn 6.900 trang tên miền gov.vn của cơ quan nhà nước, có ít nhất 90 website đang bị lợi dụng để cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo cá cược cờ bạc. Còn theo thống kê của Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam, gần 170 trang về giáo dục có tên miền edu.vn cũng bị tấn công, cài nội dung liên quan đến cá độ cờ bạc. Hiện nay các trang web của cơ quan nhà nước thường được các công cụ tìm kiếm ưu tiên. Vì vậy, các đối tượng xấu thường lợi dụng tính năng cho phép đăng thông tin của trang web như hỏi đáp diễn đàn, tải tập tin để đưa thông tin quảng cáo lên, hoặc thông qua các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật để tấn công và thay đổi nội dung giao diện của web, từ đó tác động đến các website khác cùng máy chủ. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, chuyên gia bảo mật Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam, nguyên nhân là do các phần mềm phát triển đã lâu, hết hạn bảo hành, không có người phát triển tiếp để vá lỗ hổng, hệ điều hành máy chủ cũ, hết hạn, không cập nhật bản vá. Nhiều website đặt chung trên cùng một máy chủ, vá lỗ hổng trên site này nhưng không vá site khác nên hacker vẫn có đường xâm nhập. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, lực lượng cấp cứu mỏ của công ty than vàng danh, trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin đã cứu hộ thành công hai thợ mỏ Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên trong sự cố tụt đổ lò. Thợ lò Bùi Tất Tuyên, một trong hai công nhân trong sự cố tụt đổ lò, cho biết ngày 15 tháng 4, những thợ lò của phân xưởng khai thác 4, than vàng danh bắt tay vào sản xuất K2 bình thường như mọi ngày. Hai thợ lò Tuyên và Nhiên làm ở vị trí buồng khấu để lấy than, còn công nhân Hưng làm nhiệm vụ tiêu than phía dưới. Vào lúc 20 giờ 30 phút thì hai thợ lò phát hiện thấy tiếng động khác lạ và sau đó là một lượng đất đá lớn từ trên đổ sụp xuống, gây tiếng động mạnh và bụi mù mịt. Đất đá than tụt đổ xuống nhiều, đã bịt kín tiết diện đường lò. Khu vực ngồi chật hẹp do áp lực lò bị nén nên hai anh em chỉ ngồi mà không thể đứng lên được. Lực lượng cứu hộ cho luồn ngay một ống thông khí từ ngoài vào vị trí tụt lở để hai công nhân có không khí để thở. Phối hợp với đội cứu hộ trung tâm cấp cứu mỏ tổ chức cứu hộ, lắp bổ sung hệ khí nén, búa căng, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng đã cứu hộ thành công hai công nhân bị kẹt. Hiện sức khỏe hai anh đã ổn định. Từ ngày 20 tháng 5, Vietnam Airlines sẽ khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay giữa Hà Nội, Mumbai vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật và 3 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Mumbai vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Nhân dịp mở đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai ưu đãi trên đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Mumbai cho khách mua vé tại website, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Trong thời gian khai trương, hãng áp dụng mức giá khuyến mại, vé khứ hồi chỉ từ 199 đô la Mỹ, tương đương 4.597.000 đồng đã bao gồm thuế, lệ phí và giá vé có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá. Ưu đãi áp dụng cho vé mua từ nay đến hết ngày 26 tháng 5 và khởi hành trong giai đoạn từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 5.
Trong khi nhiều địa phương còn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị cho học sinh, thì ở tỉnh Đắk Nông có hai ngôi trường được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng nhưng không sử dụng. Nằm cách Ủy ban Nhân dân xã Tâm Thắng, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông khoảng 500m, trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh, phân hiệu 2 được đầu tư xây dựng năm 2009 khang trang với dãy 3 tầng, 24 phòng học và dãy 2 tầng, 8 phòng chức năng, cùng nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, ngôi trường chưa được đưa vào sử dụng, nên nhiều hạng mục xuống cấp, dây leo bám quanh tường rào và mái trường. Lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh, cơ sở chính, thừa nhận, do trường xây dựng xa khu dân cư, học sinh cấp 3 quá ít, nên phân hiệu 2 của trường phải bỏ hoang nhiều năm nay. Về phía chính quyền, ông Trần Thế Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tâm Thắng, mong muốn các sở ngành tận dụng một phần của trường này để làm các phòng chức năng của xã, tránh lãng phí ngân sách của nhà nước. Tương tự, trường Trung học Phổ thông Đắk Quyêu, xã Đắk Quyêu, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông được xây dựng từ năm 2018 với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Thế nhưng từ ngày hoàn thành đến nay cũng chưa được đưa vào sử dụng. Ông Phạm Huy Thình, xã Đắk Quyêu cho biết, ông có con đang học lớp 11 nhưng phải qua tận xã Nam Đông, huyện Cư Dút, cách nhà hơn 10 km để học. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Quyêu, do số lượng học sinh cấp 3 của xã còn ít, nên trường Trung học Phổ thông Đắk Quyêu chưa thể hoạt động. Nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước, hiện nay ngành chức năng đã chuyển công năng trường Trung học Phổ thông Đắk Quyêu thành trường mẫu giáo Đắk Quyêu. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, đơn vị đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản vừa công bố, thị trường căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm 2023 đã có sự cải thiện về nguồn cung mới với gần 2.900 căn hộ được chào bán, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 1,2 lần so với quý 4 năm 2022. Tuy nhiên, số lượng dự án mới tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất hạn chế với chỉ 3 dự án. Hầu hết nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và có một dự án ở huyện Hóc Môn với hơn 760 căn hộ thuộc phân khúc trung cấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng căn hộ bán được trong quý 1 năm 2023 chỉ khoảng 960 căn, giảm 17% so với quý 4 năm 2022. Trong đó, tỷ lệ bán của các dự án mới chỉ đạt khoảng 28%. Vấn đề lãi suất vay mua nhà cao ở mức trên 12% một năm chính là trở ngại của nhiều người có nhu cầu. Điều này cũng góp phần làm khách hàng chần chừ chưa muốn ra quyết định mua nhà trong thời điểm hiện nay. Giá bán căn hộ trung bình trong quý 1 năm 2023 tăng 2% so với quý 4 năm 2022 và tăng 10,2% so với cùng kỳ, nằm ở mức trên 60 triệu đồng một mét vuông.